Trải qua 10 đêm thi, top 4 The Remix mùa 2 gồm Nu Phước Thịnh, Maya, Subin Hoàng Sơn, Hương Tràm đang có cuộc bứt phá về đích. Nu Phước Thịnh luôn mang đến các tiết mục được đầu tư công phu trong từng tuần thi. Anh còn có lợi thế khác là lượng fan hùng hậu sẵn sàng bình chọn. Nu Phước Thịnh đang là nhóm được bình chọn nhiều nhất trên mạng xã hội. Nếu mà trở thành quán quân thì đó là một điều vui thôi. Đó là điều Nu Phước Thịnh mong đợi thôi. Chốt lại tất cả những cái cố gắng của Nu Phước Thịnh trong cả một thời gian dài vừa qua. Nhưng mà còn nếu không trở thành quán quân thì cũng không sao. Mình vui mà. Hương Tràm có thế mạnh là giọng hát đầy nội lực. Cô luôn được giám khảo đánh giá cao ở cách chọn bài, phối khí. Trong những tuần thi gần đây, Hương Tràm rất chịu khó đầu tư, dàn dựng hoành tráng. Cô nhiều lần nhận được cả 4 điểm 10 từ giám khảo. Nghĩ rằng là đã vào đến chung kết thì ai cũng là quán quân cả. Và đối với Hương Tràm thì Hương Tràm là quán quân của đội mình rồi. Bởi vì sao? Hương Tràm đã thoát khỏi được một cái hình ảnh mà mình cảm thấy là chưa bao giờ mình nghĩ là mình sẽ đạt được. Và Hương Tràm cảm thấy là khán giả đã chấp nhận Hương Tràm hình ảnh này là một điều rất là tuyệt vời rồi. Subin Hoàng Sơn là nhân tố mới của cuộc thi. Anh hội tụ cả giọng hát tốt và ngoại hình sáng sân khấu. Subin gây ấn tượng với lối trình diễn trẻ trung, đậm chất underground, thổi một luồng gió mới cho The Remix. Cùng với Nu Phước Thịnh, Subin Hoàng Sơn được đánh giá là thí sinh có phong độ ổn định nhất của The Remix mùa thứ 2. Quán quân thì đó là một điều không thể. Không tự tin lắm. Vì những đối thủ của Sơn rất là nặng ký và có rất là nhiều kinh nghiệm. Cũng như là bài hát và cũng như mọi thứ rất là trơn tru thì sẽ nghĩ là vô địch hơi khó. Trở về nước để tham gia cuộc thi, Maya gây ấn tượng mạnh với những tuần đầu tiên với phong cách biểu diễn lôi cuốn, hấp dẫn. Tuy nhiên, cô lại là ca sĩ có phong độ thất thường khi những tiết mục gần chung kết bị đánh giá là không có điểm nhấn. Mình thì thích đội Hương Tràm vì có giọng hát khủng và sự lột xác rất là ngoạn mục. Hương Tràm rất xứng đáng là quán quân của mùa này. Nu sẽ chiến thắng trong cuộc thi này bởi vì Nu có lượng fan rất là lớn. Bạn ấy cũng có một producer rất là thông minh, nghĩ ra những cái chương nhạc thay đổi rất là nhiều. Trong The Remix lần này mình rất là ấn tượng với lại Subin Hoàng Sơn, một nhân tố mới nổi bật với phong cách âm nhạc độc đáo. Thành ra lần này mình sẽ ủng hộ Subin. Theo mình thì team Nu Phước Thịnh sẽ là team chiến thắng trong mùa The Remix năm nay. Ngoài giọng hát đầy nội lực, thực sự dàn dựng đầy sáng tạo và một DJ rất là đỉnh. The Remix 2016 mình tin là đội Maya sẽ giành chiến thắng, bởi vì rõ ràng là qua các phần thi thì đội Maya đều mang đến những cái màu sắc khá là mới mẻ.